có một cái việc mà mỗi ngày chúng ta đều làm, hầu như ai cũng làm. Đó là mỗi buổi sáng chúng ta ngủ dậy hay là trước khi chúng ta đi đâu thì chúng ta phải bước vào cái nơi mà có một cái tấm gương, để chúng ta nhìn vào cái tấm gương để chắc chắn rằng cái mặt chúng ta nhìn ok, nhìn dễ thương, nhìn đẹp. Thậm chí các cô còn có thêm cái kiến nhỏ nhỏ bỏ vô cái giỏ, lâu lâu móc ra coi cái coi mình có ok không. Đôi khi mình ăn xong rồi mình cũng phải đưa tấm kiến lên rồi chém chém cái môi một chút, cái make sure son phấn rồi nó đều đều. Tức là cái việc mà làm của chúng ta là mỗi ngày chúng ta phải nhìn vô tấm gương là để bảo đảm rằng diện mạo chúng ta nhìn đẹp, nhìn đàng hoàng. Điều đó không có gì sai hết. Thì đó là một cái việc làm mỗi ngày ai chúng cũng phải làm, thậm chí thầy tu. Khi mà quý thầy để cái xà bông vô trong đầu á, rồi thì bên tay phải này cầm cái dao bào cạo. Nhưng mà khi cạo rồi thì phải lấy cái tay trái rờ rờ coi chỗ nào nó còn sót tóc không. Tuy rằng cạo đầu có nghĩa là mình làm giảm đi cái đẹp, làm cho cuộc sống mình nó đơn giản, không có bị rườm rà bởi cái tóc. Nhưng mà cũng phải cạo sao mà cho nó sạch sẽ, nó láng cón chứ. Không lẽ nó lởm chởm còn dư mấy cọng coi nó kỳ. Tức là con người chúng ta dù là tu hay không tu gì, ai cũng phải có cái đẹp, dù cái đẹp thiên nhiên, không son phấn. Cái người tu á không cần phải son phấn, mà cái đẹp của người tu là ở cái ăn, cái nói, cái hành động, cái oai nghi. Cho nên trong luật giới nói rằng, ý thức rằng cái đẹp của người xuất gia không phải được làm bằng những phấn son giả tạo, mà cái đẹp đích thực của người xuất gia là thể hiện sự uy nghi đi đứng trong đời sống hàng ngày. Ai cũng cần đẹp, cho nên chúng ta có một tấm gương để chúng ta soi mình trước khi chúng ta bước ra ngoài. Có nhiều người có thói quen là trước khi mà chụp hình á, lấy cái tay vuốt tóc cái, để chắc chắn rằng cái tấm hình phải đẹp. Các thầy tu á cũng có cái thói quen là hãy ai thỉnh chụp hình cái sửa cái áo một cái y cái áo mình phải cho nó ngay ngắn để chụp cái hình lên nhìn cho nó được. Thế thì cuộc sống của chúng ta không có ngày nào mà chúng ta không muốn đẹp. Cái người mà đơn giản thì cũng phải cắt móng tay cho nó gọn, chứ không thể mà để móng tay dài rồi dính đất dính đồ nhìn nó dơ. Đó là người sống đơn giản không cần phải sơn. Còn ai mà sơn thì phải, hễ mà sơn rồi thì phải dũa, phải làm như thế nào đó. Nói chung là từ không có ngày nào mà chúng ta không quan tâm tới cái đẹp, ít nhất cũng phải một lần, hai lần, thậm chí trước khi đi ngủ. Đánh răng rồi là phải chắc chắn phải có xà bông nào rửa mặt cho bụi rồi cả ngày nó sạch sẽ. Xong rồi kiếm miếng kem trét lên đi ngủ để cho da nó mịn màng, nhìn cho nó trẻ trung. Đâu có xa đâu, đó chuyện bình thường. Nhưng mà cái đó đó chúng ta chỉ mới làm ở cái phần thân thôi, mà chúng ta thiếu cái phần tâm. Vậy thì cái phần mà nhìn lại cái tâm mình là cái phần nào? Cái phần mà chúng ta ngồi tịnh tâm mỗi tối đó, cái phần mà mỗi lần chúng ta mở cái quyển kinh ra chúng ta đọc đó, không phải mình đọc cho Đức Phật nghe, mà mình đọc lại để từng lời từng chữ trong đó trở thành cái tấm gương soi cách sống của mình. Nhiều khi á mình nói tôi là chị nó, tôi muốn nói gì tôi nói, điều đó không có sai. Nhưng mà mình nói mà để người ta đau lòng nát óc nói làm chi. Tôi là má nó, tôi có quyền mắng nó, đúng rồi, nhưng mình mắng lúc nào? Khi nó có bạn mình mắng vậy nó quê. Nó quê rồi nó khó quê, mà nó quê rồi nó vẫn còn quê. Cho nên trong cuộc sống á, chúng ta có cái quyền, hay nói cách khác là chúng ta có sự tự do. Nhưng mà tự do thì không có nghĩa là chúng ta muốn làm gì để thương hại đến người khác thì chúng ta làm. Ở đất nước Canada hay đất nước Mỹ, nói chung là các đất nước tự do, chúng ta có quyền lái xe ra đường bất cứ lúc nào, nhưng phải lái đúng luật.
lái không đúng luật là bị phạt. Quý vị biết á, cảnh sát á, thỉnh thoảng ban đêm á, họ lái một vòng trong các cái khu phố này nè. Có một đêm đó, 3 giờ sáng thì có người gọi vô chùa, nói thầy ơi mẹ con mất ở bệnh viện St. Albert á. Mà lúc đó trời mùa đông, thì Pháp Hòa mới ra xe lái lên trên St. Albert để đi vô hộ niệm cho bà cụ. Thì quý vị biết không, Pháp Hòa nhìn ở phía sau có một chiếc xe cảnh sát nó lái theo. Vì nó thấy rằng ở trong cái bãi đậu xe của nhà chùa, nửa khuya có một chiếc xe lái ra ngoài, thì họ nghĩ rằng là xe ăn cắp. Họ sợ mà, cho nên họ gọi vô chùa liền. Họ nói là ở trong chùa có bảng số xe nào như vậy không, có một người vừa lái chiếc xe đó ra. Thì trong chùa nói đúng rồi, cái xe đó là của thầy, chắc là thầy đi tụng kinh cho người ta tối đó, thì thôi. Như vậy có nghĩa là mình sống á, lúc nào mình cũng có sự giám sát. Nói theo ông bà mình ngày xưa là có hai bên da giác, cho nên mình ăn nói mình phải cẩn thận. Các vị thần ở hai bên đó người ta ghi sổ, quý vị tin không? Đó thì cái ông cảnh sát đó, đời sống hàng ngày của mình nó có hai bên da giác, đừng có tưởng nha. Pháp Hòa đi phi trường á, bình thường họ qua họ cầm cái passport Pháp Hòa ngó ngó vậy, coi bữa nay đi Mỹ nữa hả? Rồi thôi đi khỏi đóng mọc. Mà lâu lâu vậy cái nó mời mình vô bấm cái rẹt, cái nó thấy Pháp Hòa đi Mỹ liên tục vậy, nói sao đi Mỹ dữ vậy. Rồi mỗi lần đi vậy ai trả tiền vé? Mà Pháp Hòa là mỗi lần đi mà bưng đồ về Phật tử cho đồ ăn đồ về, cái bữa nào đi về tay không, cái nói bữa nay không đem gì về hết hả? Như vậy thì thưa đại chúng là ngày xưa ông bà mình nói là làm cái gì phải cẩn thận nghe, có ông thần thiện thần ác ghi sổ hết á, ăn nói làm việc phải cẩn thận, có người ghi sổ. Cái đó nó không có sai đâu. Ông thần đó là gì? Đó là nghiệp lực của mình, đó là nghiệp lực của mình. Mà nó bây giờ là chứng minh ông thần đó là quý vị làm cái gì chặt cái coi cảnh sát có mặt liền. Như mình đi đường thấy đường vắng hoe không có ai hết trơn á, tăng độ lên cái thôi ảnh ở đâu nhảy ra liền, tại vì các ông thần đó không mặc uniform nữa. Không tin quý vị thử rồi bữa nào đi những cái con đường vắng mà quý vị tăng cái speed lên coi, cảnh sát có mặt liền. Thần nó linh lắm, đã nói là thần mà thì nó đâu có hiện hình hiện tướng như mình nghĩ được. Thì cái sự mà tụng kinh của chúng ta để làm gì? Không phải là chúng ta cầu Phật ban phước giáng họa cho mình, cho ai cả. Nhưng mà từng lời, từng chữ đó sẽ trở thành mỗi một cái tấm kiến, tấm gương để chúng ta soi lại cách ăn, cách sống, cách nói của mình. Mình sống á, được bản thân mình thôi thì có gì để nói. Nhưng mà sống mà mình có biết nhìn xung quanh thì cái sống nó đẹp hơn, nó dễ thương hơn. Ví dụ quý vị trưng một bình hoa, trưng đứng gần mình thấy cái bình hoa nó khác nha. Sau khi mà cắm hoa rồi mình bước xa xa cái mình nhìn, mình ngắm, cái đó gọi là ngắm coi được chưa. Mình mặc đồ vô rồi cái mình nhờ người ta ngắm, cái người kia đứng sát không thấy đâu, đứng xa xa ăn chút. Ngắm gần thấy là một chuyện rồi, mà phải chắc chắn rằng kẻ xa nhìn cũng coi được. Cái đó đó thưa đại chúng, những cái gì mà trong đời sống hàng ngày của mình nó trở thành ra pháp tu hết. Chỉ cần mình đời sống hàng ngày mình tiếp xúc mà có chánh niệm của mình, thấy trời ơi y chang như cuộc sống tu hành của mình thôi. Cái người ở sát bên mình á dễ chịu, ok với mình rồi, mà sống sao mà người xa kẻ gần họ cũng thương mình đó. Cũng giống như là quý vị mặc đồ xong rồi, người nào đứng gần chưa chắc, cháu chị đứng ra xa chị ngắm tôi vậy có được chưa, rồi mình đi tới lui cho người ta coi, cái đó gọi là ngắm. Còn cái người mà sát bên gọi là nhìn. Mình cắm xong bình hoa rồi á cũng phải đứng xa xa ra chỉnh được cho nó đàng hoàng. Quý vị làm cái gì xong rồi lúc nào cũng phải đứng xa cái ngắm coi có được chưa. Phải ngắm rồi phải nhìn, tại nhìn ngắm rồi bắt đầu cái đó nó mới bảo đảm. Đó là tạm thời thôi, coi như là tận cùng nhất, chứ chưa chắc nó đã đúng.
Cho nên cái tu của chúng ta không phải là mỗi ngày, thưa đại chúng, là quý thầy cứ khuyên mình và nhắc mình và sách tấn với nhau là ráng tụng kinh, đâu phải tụng để Phật nghe. Pháp Hòa nhớ có một vị mới nói đó, Đức Phật nói kinh cho mình nghe, ai ngờ mình đọc để Phật nghe. Rồi Phật mới than, tuổi già tám mấy còn ngồi mãi, nghe nó lâm râm mỏi bánh chè. Rồi Phật ngồi Phật mỏi cái bánh chè mà để mà mình nghe mình tụng. Mà thật sự kinh tụng theo cái tinh thần của đạo Phật là như một tấm gương để soi chiếu lại mình. Hồi nãy quý vị có nghe kinh năm phương pháp diệt trừ phiền giận không? Cho nên mỗi lần Pháp Hòa sợ quý vị không chịu nghe, Pháp Hòa nói một câu nữa, xin đại chúng lắng lòng nghe. Có nghĩa là giờ phút này tôi sẽ đọc cho đại chúng nghe một bài kinh mà quý vị chịu khó ngồi nghe, đừng có trả lời phone, đừng có khều nhau khỏe không, lát xuống hỏi. Giờ phút mình ngồi trên này là không có cái gì hết, cái phone phải tắt, không cần hỏi thăm gì nữa hết. Gần nhau đây, thấy người kia chắp tay lại Phật là biết khỏe rồi. Cho nên ngồi đây mà chúng ta hết lòng, chúng ta nghe một bài kinh, tụng một bài kinh. Đọc là mình nhìn vô chữ để không thuộc, nhìn vô kinh gọi là đọc kinh. Người nào thuộc rồi nhắm mắt lại thành tâm tụng tha thiết gọi là tụng kinh. Mình chưa thuộc phải nhìn vô sách, thì hãy nhìn vô sách mà đọc gọi là đọc kinh. Mà phải đọc riết đến khi nào kinh đó, nó thuộc ở trong bụng rồi, chỉ cần người ta bắt lên là mình tụng liền. Lúc đó tâm mình đi với chữ gọi là tụng kinh. Cái đọc cái tụng, ai chưa thuộc thì phải đọc. Đọc riết đến khi nào như nhuyễn lời kinh ở trong tâm mình gọi là tụng kinh. Cho nên cái người mà họ thuộc kinh rồi đó, họ tụng tha thiết lắm. Tại sao? Tại vì lúc đó họ biết sắp sửa câu gì xảy ra. Cũng giống như mình hát vậy đó. Ai mà chưa thuộc cái bài Bông Hồng Cài Áo là phải nhìn nó tụ hát chưa tha thiết. Nhưng mà người nào thuộc Bông Hồng Cài Áo rồi, khi mà cất cái bài đó lên rồi hát tha thiết. Đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em. Lúc đó tâm tha thiết đi theo từng cái câu đó. Chứ mình tụng kinh là phải như vậy. Cho nên khi mà Phật tử mình hiểu được cái ý nghĩa của tụng kinh thì không ai bắt bẻ mình. Mấy anh chị ngồi tụng để làm gì? Tụng như con vẹt mà tụng để chi? Ờ cũng đúng ha. Phật tử mà người ta nói gì nghe bậy bạ cũng nói đúng nữa là chết rồi. Cho nên mình phải làm gì? Phải văn là phải nghe pháp, phải tư là phải suy nghĩ. Rồi bắt đầu mình tu những gì mình nghe, mình suy nghĩ, gọi là văn tư tu. Đó là một công thức để phát triển trí tuệ. Cái bài nãy mình tụng á, văn tư tu xin quyết hành trì. Muốn phát triển trí tuệ thì phải văn là phải nghe. Nghe rồi suy nghĩ cho kỹ cái lời nói đó như thế nào. Suy nghĩ kỹ rồi bắt đầu mình thực hành. Mà một người mà có thực hành rồi là chắc chắn trí tuệ mới thâm sâu. Quý vị có nhớ cái bài tự quy pháp? Tự quy pháp cầu cho chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. Thấu rõ là thấu làm sao? Nếu mình không suy nghĩ lời nói đó. Cho nên mình phải suy nghĩ kỹ, mình phải tư duy, mình phải quán chiếu để trí tuệ mình phát sinh. Người Phật tử mà học Phật đến mức mà quán chiếu để có trí tuệ rồi, không ai có thể lung lay và bẻ bắt gì những cái ý nghĩa của mình hết. Pháp Hòa ví dụ, một Phật tử phải hiểu rằng tượng Phật chỉ là tạm giả. Mình tạo ra cái tượng Phật thì mình biết rằng đây là tượng Phật, chỉ là cái tượng thôi mà. Nhưng mà chúng ta lại bức tượng đó để biểu tượng cái công ơn của Phật. Chúng ta lấy cái tượng Phật để làm cái biểu tượng hướng tâm mình. Chứ Phật nào ở trong cái tượng đó? Mà không hiểu được như vậy thì người ta nói mấy anh mấy chị càng tu càng mê tín. Đạo Phật là đạo mê tín.
đem đất sét, đem xi măng, đem đồng, đem ngọc, đem đá gì đó, đem giấy lên bàn thờ ngồi lại, ma quỷ nó ẩn trú trong mấy cái tượng đó đó. Nghe như vậy rồi tin họ nói, Phật tử mà bị những cái bên ngoài họ, cái thế lực bên ngoài họ bẻ như vậy thì làm sao mà mình, vì sao? Vì chúng ta không nắm rõ được ý nghĩa thờ Phật. Nó lại lục mê tín, nó lại lục là van xin. Thưa anh, lại để dẹp trừ cái bản ngã. Tại con người mình lúc nào cũng cống cao và ỷ mình hơn người, cho nên lại xuống để đem cả thân mạng mình mọp xuống, để biểu lộ rằng mình phải khiêm cung, mình phải khiêm hạ, mình phải hạ mình. Mình hiểu được những cái nghĩa lý đó thì làm sao người khác có thể mà chuyển hướng mình được, khi mình đã rõ ý nghĩa. Nó ai ăn đâu mà phải cúng. Tôi biết lát cúng rồi mình ăn cho ai ăn. Nhưng mà có cúng mới có thờ, có cúng mới nguồn cội mới còn. Hôm rồi có một người vô nói vậy đó. Nói tại sao phải để mấy cái hình ông bà này thờ quỷ ma nó ẩn trú vào đó đó. Pháp Hòa mới nói vậy sao Du có một đứa bạn gái Du chụp hình Du để trong bóp được. Bạn bè của Du uống rượu ăn chơi Du chụp Du rửa đầy nhà, Du dán đầy nhà sao ma quỷ không trú vô đó. Rồi chúng tôi để cái hình ông bà chúng tôi để tưởng nhớ, mắc gì nói quỷ ma trú vô đó. Vậy thì Du treo hình của bạn bè Du ra chắc quỷ nó cũng trú vô đó à. Chúng tôi để cái hình đó là để chúng tôi tưởng nhớ, không mất nguồn mất cội. Tại sao Du đi chơi á, Du mua món quà về Du tặng cho bạn Du để ý nghĩa là kỷ niệm, tức là nhớ nhau. Thì ông bà tôi mất rồi, tôi để cái hình đó để tôi nhớ ông bà có sao đâu. Tại sao mình rửa hình của bạn bè treo đầy nhà thì không sợ, mà để hình ông bà mình sợ làm sao? Anh tỉa đem tiền vô anh cúng casino, anh không thấy tội mà tôi mua đồ ăn tôi cúng ông bà tôi, anh nói mê tín làm sao? Anh nói tôi mê tín là tôi nói anh ngu à. Anh nói tôi cúng ông bà tôi lấy tiền tôi làm cực khổ tôi mua thức ăn tôi cúng ông bà tôi, anh nói tôi mê tín thì anh làm cực khổ anh đem tiền anh vô casino, tôi nói anh ngu. Và chữ ngu là gì? Có nghĩa là mình không biết cái lẽ thật. Cho nên Phật tử phải văn tư tu, sinh quyết hành trì, thân miệng ý noi về chánh kiến. Cái câu kinh nãy mình tụng đó. Khi chúng ta có chánh kiến rồi á, tức là cái thấy đúng thì chúng ta không nói bậy. Mình phải biết tôn trọng cái đức tin của người khác. Mình phải biết cái tôn trọng cái tâm linh của người khác. Mình không thích, không làm, đừng nói. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa đến nhà quý vị chơi, Pháp Hòa thấy quý vị thờ ông thần tài, Pháp Hòa mới nói cái này giả mê tín thờ chi, Pháp Hòa không sao nói gì được. Nhưng mà nếu quý vị hỏi thầy ơi thờ thần tài thổ địa để làm gì, nói dạ cái này thì thật ra không phải của Phật giáo, ở đây là tín ngưỡng người Hoa, nhưng mà nó lẫn lộn trong Việt Nam rồi thì bây giờ nó trở thành ra một trong cái văn hóa. Nhưng mà bây giờ quý vị thờ thần tài thổ địa mà đưa cái ý nghĩa lên cao chút đi. Thổ địa là gì? Là thờ đất. Mà thờ đất nghĩa là tâm của mình phải vững chãi như đất. Thần tài là tiền của. Nếu anh có tiền của mà nguồn tâm của anh phải trong sáng để anh xài tiền của thì tiền của không bao giờ mất. Thế thần tài giữ tiền cho mình là đúng rồi. Thí dụ như mình có của mà mình không có ông thần giữ tài, giữ tiền. Ông thần giữ tiền có nghĩa là cái tâm mình phải trong sáng, biết tiền xài lúc nào. Thì tiền của làm sao mất được? Mà nếu có mất, có xài đi nữa xài đúng chỗ. Vậy thì thờ thần tài thổ địa, nếu Phật giáo mà nhìn vô cái bàn thờ thần tài thổ địa mà giải thích bằng cái phương pháp tu tập chứ không có mê tín. Thổ địa là tượng trưng cho tâm. Tâm mà vững chắc rồi thì tiền của không có sót lọt. Tháng này nè, mình đi làm nè, lương ít nè, cắt lương cắt giờ nhiều quá rồi, tháng này bớt chi nghe. Tháng sau tự nhiên ta chớp nhiều giờ chị chơi chút cũng không sao.
Tự mình phải biết linh động, cái đó là thần tài chứ gì. Thần là gì? Là sức mạnh, là có khả năng. Cho nên cái tâm linh của mình mà mình biết vững chãi, mình giữ thì gọi là tinh thần, hay là thần kinh. Cái sợi dây đó nó linh động lắm, nó như một vị thần vậy đó. Cho nên ở trong cái những cái quyển kinh đó, quý vị thấy thần sông, thần biển, thần nhà, thần ngày, thần đêm gì. Chữ thần là gì? Nếu chúng ta ăn uống mà chúng ta biết chừng mực, hồi mình còn trẻ ăn mấy món này không sao hết á, bây giờ lớn tuổi rồi ăn này vô nó khó chịu, thôi chịu nhịn chút đi, thèm chút mà nó bớt bệnh. Nhịn được cái thèm đó là thần ăn uống đó. Thèm mà ăn xong rồi bệnh, bệnh ngồi thở muốn chết luôn. Nhịn mà qua được chút cũng giống như là mình thấy là bây giờ mình nói một câu là gây gỗ nữa đây nè, thôi nhịn đi. Nhịn được qua được cái lúc đó là thần nhẫn nhục. Cho nên trong người mình nhiều thần lắm. Thần ăn uống, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần cây cỏ, thần nhà cửa. Mỗi lần mình dọn vô nhà mới cúng, cúng thổ địa, cúng các vị trong nhà, trong cửa. Cúng để làm gì? Để nhắc mình nghe. Đây là cái nhà mới mình ở nè. Mình khó khăn mới mua được cái nhà này, ráng giữ cái nhà này cho nó đàng hoàng. Như vậy thì cái sự cúng kiến đâu có gì mê tín, mà nó là một sự nhắc nhở. Tôi vẫn biết không có ông nào bà nào ngồi đó ăn hết á. Nhưng mà mình không có thì mình sẽ bị mất nguồn mất cội. Chẳng hạn như quý vị đi đâu, quý vị có quyền đâu cần mua gì cho Pháp Hòa đâu. Nhưng mà Pháp Hòa rất là vui, Phật tử đi đâu chơi về vẫn nhớ Pháp Hòa, dù chỉ là cục kẹo. Mình nhận một cục kẹo nhưng mình vui là mình biết rằng Phật tử đi holiday, đi vacation, đi chơi mà đi vẫn nhớ mình, đem về cho mình cục kẹo, viên bánh. Thì quý vị cũng vậy thôi. Ai đi đâu về mà nhớ tới mình, mình vui không? Thì đó là sự hoài. Mình sống ở đời mà. Đây nè, ví dụ như quý vị tới nhà chơi mà người ta vừa tiễn mình, mình mới bước ra khỏi cửa, đóng cửa lại cái rầm, mình nói trời chắc nãy giờ ở trong mình về lắm. Cái phép lịch sự là khách đưa ra tới cửa mình cũng đứng đợi khi nào người ta lên tới xe rồi mình mới quay vô. Thậm chí ta nói thôi vô đi được rồi, chừng đó mình vô mình không ngại. Chứ khách mà mới vừa bước ra cửa, cái đóng cửa là cái rầm, cái tự nhiên khách cảm thấy là hình như nãy giờ mình ở hơi lố làm sao, nó trong mình về quá. Thấy không? Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy. Cho nên cái câu kinh đó, cầm đuốc thiên ra khỏi rừng mê, văn tư tu xin quyết hành trì. Văn tư tu là nghe pháp, suy nghĩ, tu tập. Đó là một công thức để chúng ta phát triển trí tuệ mà vững chãi trong đường đời cũng như đường đạo của mình. Người ta tới người ta nói với mình á, bây giờ mà đầu tư 500 đồng á, tháng kiếm được 200 mà không cần làm gì hết, cứ đưa người ta 500, tháng sau người ta đưa về mình 200 tiền lời, 500 mình còn nguyên, ở đời đâu có dễ ăn vậy. Trời ơi, hốt tiền đưa cho người ta rốt cuộc mất sạch hết. Ở trong chùa bị hoài gì? Bị chút chút thôi. Lâu lâu có người vô nói thầy ơi, con ở ready á, con từ ở Red Điên tới đây con đi xin việc làm mà tới đây cái bị mất tiền hết trơn, thầy có 60 cho con mượn đổ xăng. Thầy còn nói tuần sau con đem con trả, thầy không tin, lấy cái thẻ bằng lái con đi. Thầy Phong con nói trời ơi, mình người Việt với nhau không mà nói chi chuyện đó, rồi 60 cuốn theo chiều gió luôn. Đó là mình văn mộng tư phải không? Nhưng mà không sao. Là Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe là trong cuộc sống á, nếu mà mình nói là mình, nếu mà mình nói rằng cuộc sống này mình cái gì mình cũng nghe, là mình sẽ đi vào những con đường mê lầm như vậy. Cho nên trong Phật giáo là chúng ta rõ ràng văn tư tu xin quyết hành trì. Hành trì để làm gì? Để đưa thân miệng ý của mình noi về chánh kiến. Mỗi ngày chúng ta tạo phước cũng ở thân miệng ý, mà chúng ta tạo tội cũng ở chỗ thân miệng ý. Vậy thì tùy theo cái suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta muốn tạo phước hay chúng ta muốn tạo tội? Hễ tạo phước thì cái miệng này nó cũng sanh ra biết bao nhiêu phước. Mà muốn tạo tội, cái miệng này nó cũng tạo ra bao nhiêu tội lỗi.
Muốn tạo phước á, cái thân của mình cũng tạo biết bao nhiêu điều phước, mà muốn tạo tội thì cái thân này cũng tạo bao nhiêu cái tội. Bây giờ chúng ta tu là chúng ta phải có chánh kiến để đưa thân miệng ý mình trở về với cái chỗ chánh pháp. Đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm. Đi đứng nằm ngồi là bốn động tác mà ngày nào con người mình cũng phải làm. Ví dụ như hiện tại, ví dụ hiện tại bây giờ là quý vị ngồi nè. Hiện tại bây giờ là quý vị đang ngồi nè. Rợn lát nữa cái nghe tiếng chuông cái mình đứng nè. Rợn lát cái mình đi nè. Rồi xong rồi về nhà mình ngủ mình nằm. Là không bao giờ con người mà mình không lọt trong một trong bốn động tác. Nhưng mà có chánh niệm đi như thế nào, đứng như thế nào. Ví dụ như Phật tử mặc áo tràng rồi lên chánh điện đi cho nghiêm túc, đi khoan thai. Ví dụ như trong cái giờ lễ quý vị cần đi tới lui đây, mình không có cái con đường nào khác, cần đi ở đây mình đi từ từ, đừng có đi nhanh. Mình sợ người ta biết cho nên mình đi cái vèo. Mà đi cái vèo nó còn càng gây chú ý hơn nữa. Ta nghe cái rầm ta xây qua ta coi ai vậy. Mà nãy mình đi từ từ thì ai biết mình là ai, phải không? Thành thử ra nhiều khi mình suy nghĩ đơn giản là đi lẹ để thôi ta biết. Mà chính cái hấp tấp đó nó tạo nên cái tiếng ồn mà nó làm cho người khác chú ý đến mình. Thí dụ ở phía mình đang tụng kinh mà cần đi ra bên ngoài, đi ra cái cửa sau. Hay là một lát mình lên trước, mình tụng kinh mình lên trước, mình nên ngồi. Mình biết là cái dãy đầu lúc nào cũng tăng đi ngồi, thì mình chừa dãy đầu thôi, mình ngồi từ hàng thứ hai ngồi xuống. Để một lát những người thấy sao người ta có chỗ ngồi, nó không có lón chón. Mình ngồi ở đằng sau rồi lát chỗ này nó trống, giống như tóc mà cạo dòng ngoài vậy. Thành thử ra mình đến đâu mình có một cái chánh kiến, mình nhìn chỗ nào mình ngồi để một lát nữa nó không có choáng đường. Cho nên ông bà mình hồi xưa dạy ăn coi nồi ngồi coi hướng. Nếu mà đại chúng mà để ý mà quán chiếu thì mình mới thấy rằng những cái gì trong cuộc sống hàng ngày mình nó không có xa với đạo. Cho nên người nào muốn thấu được đạo thì không rời thế gian. Tại vì từ nơi thế gian chúng ta thấy được cách tu. Nếu mà con người không có những cái hệ lụy như là tham sân si phiền não thì đạo Phật đâu có mặt để làm gì. Đạo Phật cung ứng cho chúng ta một phương pháp tu tập để chúng ta chuyển hóa tham sân si. Nếu mà con người không còn tham sân si thì Phật không cần phải cho thuốc. Cũng giống như hiện tại bây giờ có rất nhiều loại bệnh ung thư thì chúng ta cần một cái bệnh viện để nghiên cứu về tất cả loại bệnh ung thư. Khi bệnh ung thư không có thì chúng ta có mặt để làm gì? Bệnh viện ung thư đâu cần có mặt. Vậy thì chúng sanh có bệnh gì thì Phật tìm phương pháp để cho thuốc. Thế gian này ai có bệnh gì thì các nhà bào chế thuốc, nghiên cứu thuốc sẽ tìm cách để bào chế thuốc. Mà ngày nào chúng ta còn bệnh là ngày đó còn bệnh viện và bác sĩ. Ngày nào chúng sanh còn khổ của tham sân si mạn nghi tà kiến thì đạo Phật còn có mặt. Vậy thì đạo Phật không phải là một tôn giáo như lâu nay mình nghĩ, mà chúng ta phải hiểu đạo Phật là một phương pháp hướng dẫn chúng ta sống có chánh niệm. Mà sống có chánh niệm thì tự thân chúng ta nói năng, hành động, suy nghĩ có thiện, có chân, có đẹp thì tự nhiên thế giới an lành. Cho nên cái ý nghĩa mà cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc không là những cái mộng tưởng mà nó là thiết thực. Mà người Phật tử đóng góp thiết thực vào cái thế giới an lành là chúng ta giữ năm giới. Người nào giữ không nổi năm giới thì cứ bốn giới, ba giới, thậm chí một giới mà giữ. Giữ được giới nào thì chúng ta đóng góp vào cái phẩm chất an lạc của thế giới này bao nhiêu đó. Cũng giống như mình, một mình không thể nấu 10 món, nhưng mà nấu được món đem tới thì người khác nấu được món thứ hai thì tự nhiên chúng ta có hàng trăm món mà không có phải cực nhọc gì, mỗi người một món. Thì chúng ta mỗi ngày cứ đóng góp công phu công quả của mình vào cái việc thiện lành này thì bảo đảm. Quý vị thấy một ngôi chùa là ngôi chùa chung, mà tại sao mọi việc nó đi ngăn nắp trật tự là vì mỗi Phật tử ý thức một việc. Mỗi người đều nhận ra rằng mình có thể đóng góp những gì cho chùa. Tự nhiên ai mạnh tới là lăn xả vào đóng góp thì tự nhiên ngôi chùa nó trở nên tươm tất và trọn vẹn.
Quý vị ý thức rằng mình ở đây rất xa, mà Phật tử ở xa tìm tới mình để tu, mình địa phương ở đây lười tu, thì mình mới thấy rằng mình có thể đóng góp những gì để trợ duyên cho những Phật tử ở xa. Người thì đi chở về từ phi trường, người thì dọn dẹp nấu ăn, vân vân. Thì qua cái bài tụng mà chúng ta tụng 2 tuần, tại vì chúng ta đang trở lại học cái bài này. Tuần rồi Pháp Hòa nói đoạn rồi, tuần này Pháp Hòa nói cái đoạn cuối, trong đó có mấy chữ mà chúng ta cần để tâm. Văn tư tu sinh quyết hành trì, thân miệng ý noi về chánh kiến, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Khi nào giận đừng có nói, tại vì càng giận mà càng nói là càng hư chuyện. Giận đi kiếm chỗ ngồi thở đi, thở cho cái cơn giận nó xuống. Thưa đại chúng, Đức Phật nói trong kinh đó, con người ai cũng giận, nhưng mà có 3 loại người giận, có 3 dạng người ta giận. Có người á giận như chữ vẽ trên nước, có người giận á như chữ vẽ trên cát, có người giận như chữ vẽ trên đá. Người mà giận như chữ vẽ trên nước á, ta nói xong rồi á, cái tâm người ta chữ không bao giờ nó lưu, nước không bao giờ lưu chữ. Cho nên có những người cái tâm họ nó thoải mái, có nhiều lái ta nói rồi thôi. Còn có những người ta còn lưu được 1-2 ngày, cũng giống như vẽ trên cát vậy, nhưng mà hãy cơn nước vô thì cát nó xóa. Nhưng mà có những người giận xong rồi hiềm hận ghi trong lòng, giống như viết chữ viết trên đá, không bao giờ lâu ngày, mà thậm chí rất là khó phó phai. Có những người sau một cái giận đó rồi là hận thù hiềm hận giống như chữ viết trên đá vậy. Còn cái chuyện giận thì ai cũng có, nhưng mà chúng ta tập làm sao mà giận như chữ viết trên nước. Mà tốt hơn hết á, là đừng viết chữ gì hết, phải không? Tại vì chữ gì mà viết ra rồi, dù nó không lưu ở mặt nước, nhưng mà nó lưu ở đâu? Lưu ở tâm người. Mà tâm cái người nào bị mình nói một câu đó rồi, họ để trong lòng rồi á, thì họ khó phai nhạt với mình. Và cái tình cảm bắt đầu phai nhạt, mà giận hờn bắt đầu tô đậm, phải không? Thành ra ở đời vậy á, hễ cái này mà nó giảm thì cái kia nó tăng. Cho nên thưa đại chúng là mỗi cái nhìn phải thấy được pháp thân. Mình nhìn như thế nào để mình thấy Phật pháp đó, ai cũng dễ thương hết á. Như hồi nãy vậy đó, Ngài Xá Lợi Phất dạy mình đó là cái nhìn của pháp thân đó. Người nào mà nói không dễ thương mà hành động dễ thương, thôi thương hành động, đừng quan tâm lời nói. Người nào mà hành động dễ thương, lời nói dễ thương mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương mà hành động dễ thương, thương cái hành động. Người nào hành động không dễ thương mà lời nói dễ thương, để ý tới lời nói. Người nào mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, nhưng trong tâm còn chút thương, thương chút đó đi. Mà người nào mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm cũng không còn chút gì để thương hết, phải thương dữ dội nữa. Tại người như vậy rất đau khổ, người đó đang đi vào con đường nguy hiểm cực kỳ. Mà Ngài là Xá Lợi Phất ví dụ, một người xa làng quê rồi, phía trước không biết đi đâu, tự thân đói khát, khổ sở, hoảng hốt vô cùng. Lúc đó có một người nào tới, yên tâm, tôi biết đường, tôi dẫn anh ra, yên tâm vô cùng. Cũng như vậy, một con người hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm không còn một chút gì dễ thương hết, thì người đó khổ lắm, không có một chút gì tươi mát hết. Mà mình không thương người đó nữa thì ai thương? Mà một người ngược lại, một người hành động dễ thương, lời nói dễ thương, trong tâm cũng dễ thương, mà mình ganh tị với người đó thì mình lỗ lã vô cùng. Tại vì mình phải gần với người đó để mình học hỏi với người đó. Mà Ngài Xá Lợi Phất ví dụ, một người xuống hồ tắm nước khoan khoái thoải mái, mình phải nên gần những người tươi mát như vậy để mình lây cái tươi mát của họ. Bữa nào mà trong tâm mình rầu sầu, nhịn nét mình nó không có tươi, mà chỉ nào bữa nào mà vui coi là tự nhiên tự ngồi đâu cũng muốn hát đó. Bình thường mà nó tôi gặp mặt nó cái tôi muốn chửi nó. Nhưng mà bữa nào mình vui coi ngồi đâu nghiêu ngao mấy câu, mặc dù mình hát những bài buồn, anh ơi lâu đài tình ái đó, nhưng mà người ta biết mình đang happy lắm. Mỗi cái nhìn thấy được pháp thân, khi
khi sáu căn tiếp xúc sáu trần. Sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của mình. Sáu trần là mọi những cái đối tượng của sáu căn. Con mắt thì phải có sắc tướng, lỗ tai phải có tiếng, mũi phải có mùi, lưỡi phải có vị. Ngày nào mình cũng tiếp xúc như vậy. Nhưng nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta tiếp xúc mà không khổ lụy, biết cái gì cần tiếp xúc để cho tâm mình được an lạc. Ví dụ mình nhìn hình Phật, ai mà nói trời tôi nhìn Phật tôi bực ghê vậy đó, đâu có ai nói vậy đâu. Không, ai đang bực nhìn Phật cái tự nhiên lắng lòng. Cho nên mình nếu mình biết nhìn cái đẹp thì tự nhiên tâm mình nó yên. Con lần trong một cái khóa tu có cái em đó, nó tới nó cứ mắng vốn có hoài hoài, mà kêu nó chơi với đứa nào nó cũng thích đó, tại vì nó ai nó cũng bực bội hết. Pháp Hòa mới nói tại sao người ta có nhiều cái đẹp của con không thấy, con cứ thấy cái xấu không vậy? Không, mà nhiều khi mình phải thấy rằng, tự mình nói với mình nè, khi mình nhìn một người mà mình thấy họ hoàn toàn điểm xấu không, phải tự nói với mình, thế là mình thiếu phước. Thiếu cái phước để nhìn người khác đẹp, toàn là thấy cái xấu của họ không, là mình mất cái phước. Cái phước, cái thần thông con mắt mình mất. Con người mình có thần thông ở mắt, nhìn cái nó đẹp. Rồi nhìn sao mà giờ thấy cái gì cũng bực hết là mình biết rồi đó. Thần thông mình bắt đầu giảm rồi đó. Thấy không? Đem ý thức tinh chuyên phòng hộ, tập khí năm xưa rồi chuyển hóa. Tập khí là những cái tật của mình, để cho vườn tâm tuệ giác nở trong hoa. Thì thưa đại chúng, đó quý vị thấy những cái câu kinh như vậy đâu có cái gì gọi là mê tín, mà từng câu từng chữ đều là những phương pháp thực tập cho mình hết. Ngay cả quý vị niệm một danh hiệu Phật cũng là một pháp để quý vị tu. Ví dụ một lát nữa quý vị ra phía sau quý vị cúng linh, trong đó có một câu niệm Nam Mô Mỹ Hương Trai Bồ Tát. Trai tức là những món ăn, Mỹ là đẹp, hương là thơm. Thế thì mình cúng cho vong linh, mình cũng cầu nguyện cho tất cả chư hương linh thọ hưởng cái sắc, cái hương, cái vị này một cách trọn vẹn. Thì cũng như thế, chúng ta phải ăn như thế nào để ngày nào chúng ta cũng có Mỹ hương trai hết. Đó, như vậy thì mỗi danh hiệu Bồ Tát là một pháp nhắc nhở mình tu. Ví dụ như cái câu Nam Mô Gia Trì Lực Bồ Tát, khi mà người mình cúng nước rồi mình gia trì. Gia trì là gì? Tức là mình đem tâm mình chú nguyện vô đó, có nó có cái lực ở trong đó. Cũng như thế, mình đến với ai, mình hãy đưa cái tâm lực của mình vô đó. Mình nấu cơm cho con, hãy nấu bằng tâm lực của thương yêu. Mình chăm sóc bệnh nhân, hãy chăm sóc bằng tâm lực của thương yêu. Rồi bới cơm cho người ta ăn mà để cái chén xuống cái rầm, dằn cái nắp, cái đó cũng lực đó, phải không? Nhưng mà lực gì, phải không? Đang bực lực. Còn cái lực mình đem cái chén xuống, người ta cảm nhận được. Cho nên đó, quý vị xin lỗi là mình đi vô nhà hàng Tàu và vô nhà hàng Tây, hai cái service nó khác hết nè. Họ để cái chén súp xuống, họ quăng cái muỗng, bóp 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 vậy. Theo quan niệm của họ là bóp bóp vậy là good á. Còn đến với người đến vô nhà hàng Tây, nhà hàng Mỹ là nó service mình nhẹ nhàng. Thí dụ vậy đó. Cho nên á, mỗi một cái nhìn của chúng ta thông cảm được thì cái nhìn của pháp thân. Đừng có expect là người ta phải như thế nào, và mình cảm thông mình đang ở quốc độ nào. Như ngày hôm qua có mấy người Mỹ họ tới uống trà, thì trong đó có một người Tàu thì họ rót trà cho họ, cái lấy cái tay vỗ vỗ vậy nè. Thì theo cái lệ người Hoa mà, ai rót trà cho mình là mình vỗ vỗ vậy nè. Họ mới say qua hỏi Pháp Hòa chứ, thầy có biết ý nghĩa tại sao mà người Hoa mà mỗi lần ai rót trà họ nhấp nhấp vậy không? Quý vị có biết không? Quý vị có biết tại sao không? Cảm ơn. Nhưng mà nó có cái tích. Ngày xưa có một ông vua, ổng muốn khám xét dân tình, coi coi đời sống dân sao, cho nên ổng mới đổi áo với một cái người lính của ổng. Ổng mới đổi cái áo với người lính. Thì đổi áo người lính thì mặc dù đổi áo nhưng mà ổng vẫn là vua, nhưng mà bước vô cái nhà hàng thì ổng phải thực hiện cái chức năng của ổng là một người lính, cho nên ổng đứng dậy ổng rót trà cho cái người hầu. Trời ơi, cái anh này, anh ấy hoàng thượng đang rót trà cho mình mà chỉ có mình biết thôi chứ ai biết đâu, mà giờ mình không biết làm sao. Nó dạ bẩm hoàng thượng, con cảm ơn hoàng thượng. Ảnh run qua lấy cái tay ảnh xá xá vậy, nghĩa là tôi có ý muốn chào hoàng thượng, tôi cảm ơn hoàng thượng, nhưng mà nếu tôi nói cảm ơn hoàng thượng là bể mánh hết á, cho nên tôi làm đưa cái tay xuống vậy. Và từ đó cái lệ là ai rót trà cho mình cảm ơn, thay vì mình cúi đầu mình cảm ơn, mình lấy cái tay mình
Dỗ dỗ vậy để mình cảm ơn. Và mình khi mà mình coi giống như trong những cái biện tài đó, mình có được cái từ vô ngại, thì mình đi tới quốc độ nào, vùng nào, ta dùng từ mình cũng không có buồn hết. Tại vì mình hiểu. Cũng giống như hôm rồi có cô Phật tử nào quên là cô o đó, o lên o làm cho. Cô hỏi, ủa trái vả đâu mà o có vậy? Vả không hết. À, mụ dâu mang qua. Người Huế thì gọi những người nữ là mụ, mà người nam mà kêu mụ là nặng lắm à. Mà nếu mà người Huế mà quý vị gặp chào mụ, mụ đi mua rứa là thích lắm. Đó là từ vô ngại. Mình biết được những cái từ ngữ của mỗi nơi mình dùng. Thì thôi thì hôm nay qua một hai buổi ha, kỳ trời chúng ta học nửa bài sáng này, hôm nay chúng ta học một cái đoạn cuối. Và xin nhắc lại với đại chúng là mỗi khi chúng ta tụng kinh không phải là cho Đức Phật nghe, mà cơ hội để chúng ta quán chiếu lại từng lời từng chữ để làm tấm gương soi chiếu cho cái hành động, lời nói và ý nghĩa của mình sống như thế nào, để chúng ta có trách nhiệm. Như thế là mục đích của Phật tử đi chùa học Phật.